Một thế giới điên khùng với những con quái vật điên khùng cùng với một người chơi cũng điên khùng không kém. Tính NT Gaming đẹp trai. Và đây chính là thế giới Crazy Crab. Mình sẽ sinh tồn 100 ngày trong thế giới này. Mục tiêu là sẽ đánh bại được hết 3 con boss Mobzilla, The Wind và The King. Mình sẽ làm cách nào để đánh bại được bọn quái vật này thì mời các bạn đón xem. Lâu lắm rồi không chơi lại cái phiên bản 1.7.10 nên giờ nhìn nó cũ kỹ ghê. Nhìn nó cứ quê quê cái gì á. Mà chơi mấy cái phiên bản cao cao, giờ chơi lại phiên bản cũ này nhìn nó hồi niệm ghê. Hy vọng là nó sẽ đem lại cho mình một trải nghiệm thú vị. Mà nhìn xa xa thì mình đã thấy một cái tòa thành hay gì á. Trông cũng hành tới tràn phết. Tí nữa qua đó mà hành nghề thì hết nước chấm luôn. Mà làm gì thì làm chứ không phải đi chặt một ít gỗ trước cho nó chắc ăn. Mà đúng là cái thế giới khùng điên. Chưa gì mà rắn rết cua hoàng đế các kiểu để đánh nhau sùm cả lên. Thôi thôi giờ né né ra cho an toàn vậy. Thế giới gì mà chim bướm sùm. Để mình thử bắt một con xem thử nó có được cái gì hay ho không. Mà đúng là thế giới Crazy Crab. Đánh con bướm thôi mà nó cũng ra được một viên kim cương. Nó mới độc lạ bình dương á chứ. Còn một việc độc lạ hơn nữa, đó chính là mình có thể biến thành con bướm đó luôn. Giờ thì mình có được cái khả năng bay lượn tuyệt đỉnh. Nhưng bù lại thì mình chỉ có một team thôi nên hơi rén. Rén thì rén chứ cũng phải vô khám phá cái ngôi làng xịn sò. Được bọc xung quanh bởi một cái thành này xem. Không biết là có gì chầm trồ đang đợi mình đây. Có mấy anh dân làng bảo vệ ở đây. Vừa mới trải qua một trận chiến hay sao á. Mày thấy mũi tên quá trời luôn. May mà mấy anh này hiền lành. Chứ không thì mấy mũi tên này dính trên người của mình rồi. Mà nhìn cái làng nó xịn sò như vậy. Mà đi xung quanh không có một cái rương nào hết. Chỉ có mấy cái túi may mắn rớt ra từ mấy con mob thôi chứ cũng chả có cái gì. Cái làng nó chán quá nên mình đi tới một cái công trình gần đó. Nhìn nó cũng lạ lạ bắt mắt. Mà ai ngờ đâu, tới gần thì nguyên một cái đàn ông nhảy ra ú òa. Làm sợ xém tí nữa là bể bóng luôn rồi. Trời ơi là trời. Có một cái ngôi nhà bằng gạch và bên trong có một cái rương chứa một cái kiếm sắt cũng như là một cây cúp sắt. Cũng ổn áp cho những ngày đầu sinh tồn. Đi thêm một đoạn thì mình thấy thêm một ngôi làng nữa. Nhưng mà lần này nó có cái nhà của thợ rèn. Và trong đó thì có một cái mũi sắt và ít sắt đang đổ nghèo khỉ. Nên mình quyết định chôm luôn hai cái lò nung. Mở hai cái túi đồ ga cha ra thì chả có cái vẹo gì ngon hết. Trong làng thì có mấy cô gái xinh đẹp trắng trẻo lắm. Nhưng mà giờ nhìn mình bần bần hèn hèn như thế này nên không có dám có cửa với mấy cô gái đó đâu. Dạo dạ mồ hôi thì cũng hết ngày nên mình đi ngủ để nạp năng lượng cho những ngày tiếp theo. Sau khi đánh một giấc thì mình liền chui xuống hang để bắt đầu một chuyến thám hiểm dưới đáy xã hội. Đáy xã hội phiên bản Crazy này nó cũng giống như là đáy xã hội phiên bản bình thường. Nó cũng có đá, có than và có cả 400 củ khoai. Ngoài ra nó cũng có thêm một vài cái quặng mới. Nhưng mà đa số đều rất là phức tạp, không có dùng được. Nhiều khi còn đào chúng cả tổ kiến nữa mới đâu chứ. Nguyên một đàn kiến tụ lại đánh tới tấp. Kiến gì mà cắn đâu dữ vậy trời. Nhưng mà trong cái rủi thì có cái may. Tụi nó có rơi ra một cái túi Legendary. Và trong đó thì có một cái hộp Pandora. Mình đem mở cái hộp Pandora đó ra thì thấy nào đâu là khói đen mịt mù. Tưởng là sẽ có một cái gì xui xẻo tới. Nhưng mà ai ngờ nó rơi ra một cái xẻng bằng kim cương. Cũng ok la phết đó. Mình tiến sâu xuống dưới đáy xã hội để tìm hai lọ quặng. Một là Titanium. Titanium. Quặng này có màu xanh giống như là pha giữa kim cương với ngọc lapis. Từ cái quặng này thì mình sẽ có thể chế tạo ra được một cái công cụ Ultimate với sức mạnh rất là OP. Tiếp theo là quặng Uranium. Nhưng mà mình tìm chưa có ra thì mình có tìm thấy được một cái quặng Amethyst. Quặng này tuy không mạnh bằng đồ Ultimate nhưng mà mạnh hơn cái đồ bằng kim cương rất là nhiều luôn. Kim cương trong cái thế giới Crazy này thì cũng như là quặng sắt phiên bản bình thường vậy á. Có khi là còn tệ hơn nữa. Mình có đào được 7 viên Amethyst thì mình tạo ra một cây kiếm và một cây cúp để đào được nhanh hơn. Giờ thì xách đít lên tìm Titanium với Uranium tiếp thôi. Ngày đầu tiên thì mình có loot được một cái bình mana. Uống vô thử thì nhận được cái hiệu ứng Night Vision cũng ngon quá nè. Mà cái bình này uống được mấy lần nữa nên tha hồ mà tìm quặng dưới hang luôn. Để tìm kiếm dễ hơn thì mình biến thành dạng bướm để có thể bay dưới này tìm cho nó dễ. Nhưng mà cũng hơi rén á. Tại vì giờ mình có một máu thôi. Gặp cái con skeleton nào nó cho một mũi tên là đi luôn. Chưa kịp nhìn nữa. Giờ thì thăm ngàn đi đào quặng thôi. À lúc này mình đã biến thành voi nên máu của mình đã được nâng lên thành 3 tim. Giờ thì cũng không sợ con skeleton nào one shot được mình rồi. Và mình cũng đã tự tin hơn để đi đánh nhau với mấy con quái rồi. Mình có đánh một cái con xương mặt giáp và nó rơi ra một cái túi gacha. Mở ra thì ôi giời ơi, được một cái quyền trưởng sấm sét hơi đỉnh cao nha. Trời ơi dữ chưa. Lặn lội dưới đáy xã hội bữa giờ thì mình chỉ tìm được một ít quặng tita và ura thôi, không đủ để chế tạo. Vậy nên thì mình sẽ chuyển hướng làm một cái ba lô để đựng được cái đống đồ này cho nó nhẹ người.
mà ngồi làm có mỗi cái ba lô thôi, mà làm tới tối luôn rồi. Việc đào bới là quá lâu, nếu mình sẽ chuyển sang cách khác, mình sẽ đi săn gà để lấy xương gà. Khi có được hai xương gà, thì mình chế tạo ra một cây gậy gà. Nhìn giống như là mình đang làm một cái băng hội gà hay gì á. Cầm cái gậy gà trên tay, thì mình có thể lấy được nguyên cả con gà luôn. Trên đường đi thì mình thấy thêm một con bò phiên bản Pro được mạ vàng các kiểu con đà điểu. Trông bảnh chọe thật sự. Xử tụi nó còn rơi ra cả táo vàng mới ngầu quá chứ. Bước tiếp theo thì mình sẽ sang bên địa ngục một chuyến. Qua bên này thì chỉ để kiếm que về lửa thôi. Đầy đủ nguyên liệu thì mình bắt tay vô chế tạo thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo một cái rương Ender. Sau đó thì lấy mấy con gà lần trước để đổi hết ra thành xương gà. Nhưng mà mình đã có chơi ngu, lỡ đem nung một nửa thành thỏi kim loại gà gì đó, nên giờ phải đi kiếm thêm. Mình bọc cái rương Ender lại bằng cái xương gà để tạo ra một cái rương siêu VIP Pro, bảo bối thần kỳ của Doraemon, cái rương gà. Nhưng mà vừa đặt ra thì nó có một cái tiếng động gì nghe kiểu nó phát nổ tới nơi á, nếu mình hớt hả chạy bay đi chỗ khác. Nhưng mà may sao nó chỉ là cái tiếng động thôi chứ không có gì xảy ra. Đây rồi, cái rương gà này nhìn có vẻ đần độn á, nhưng nó cực kỳ là OP đó nha. Nó có khả năng x2 được vật phẩm trong túi đồ của mình đó. Mở cái rương ra thì bên trong rương chứa toàn bộ những đồ y như cái túi đồ của mình vậy đó. Mình có thể lấy nó ra và dùng được như là bình thường. Nhưng mà cái này chỉ có thể lấy ra được những cái vật phẩm mà có thể cộng dồn lại được. Ví dụ như là kim cương, khoáng sản các thứ có thể cộng dồn lại được. Còn các công cụ như là kiếm, giáp dũng rồi đó thì không. Từ quặng tita và ura thì mình nung ra sẽ được những hạt nhỏ như thế này, gộp lại thì sẽ thành một thỏi. Và mình sẽ dùng cái rương gà siêu OP này để nhân đôi nó lên từ từ. Và thế là mình đã có được vô hạn phôi tita và ura luôn. Sau đó thì ngần ngại gì nữa mà không chế tạo full bộ đồ ultimate thôi. Đây có thể là bộ giáp mạnh nhất mà mình có thể chế tạo được ở Overworld. Bộ đồ ultimate này khi chế tạo thì nó được enchant sẵn các dòng phù phép bảo vệ các thứ lên được cấp độ 5 luôn á. Bá đạo thật sự. Nhưng mà như này cũng chưa nhầm nhò gì với cái thế giới crazy này đâu. À, còn một cái món ultimate cuối đó là cây cung. Cây cung này thì mạnh khỏi phải bàn với các khả năng bắn liên thanh cũng như là vô hạn không tốn mũi tên thì ai mà đỡ nổi đây. Sáp dụng vũ khí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nếu mình tiến hành sang cái thế giới đầu tiên, thế giới của kiến nâu. Theo mình tìm hiểu trên wiki thì thế giới kiến nâu là thế giới dễ nhất với rất ít mối nguy hiểm. Nhưng mà nó cũng tồn tại những con boss mạnh nhất, con boss the king và con boss the queen. Nhìn xung quanh thì toàn là mấy cây cây với hình thù rất là đặc biệt, nhìn như là mấy cái cây đại thụ thời tiền sử vậy á. Mình có bắt gặp được một cô gái xinh xắn. Lần này thì mình cũng giàu đó, kim cương thì vô số kể luôn, nên chơi lớn thử tặng kim cương cho nó chầm trồ. Nhưng mà mấy cô gái này không có nhận các bạn à. Úi giời ơi, đã chắc hẳn là hình mẫu người con gái lý tưởng, không thích vật chất chỉ thích tinh thần này đây. Mới bay có một đoạn thôi mà gặp phải một cái đền thờ của con boss luôn rồi. Ở giữa nó có một cái rương và bên trong chính là quả trứng của con boss The Win, một con boss mà mình cần phải đánh bại trong tương lai. Sau này có đồ mạnh thì mình sẽ quay lại, chứ giờ với cái bộ đồ ultimate này thì chắc nó giải cho mình one shot quá. Hết con bò phiên bản Pro mạ vàng thì tới phiên bản Pro Max, bắn tụi nó thì rơi ra được cả táo vàng enchant luôn. Xịn sò con bò. Đi vòng vòng mà chả thấy thêm cái công trình gì, nên mình đành phải đi sang thế giới tiếp theo, thế giới kiến đỏ. Mà cái công đoạn ngồi chờ thì nó lâu ơi là lâu. Đây rồi, thế giới kiến đỏ có tên là Mining Dimension. Địa hình ở đây nó giống như khu vực núi ở Overworld. Mình có thấy một con chuồn chuồn với lượng máu là 10, nên xử nó để biến hình cho nó trâu hơn. Chứ con dơi nó có 3 tim à, nên cũng hơi rén. Mà bên cái thế giới này thì toàn là khủng long không à các bạn. Mà hết khủng long thì tới rồng, tận 250 máu. Trong khi đó thì mình chỉ có 5 tim thôi, nên rén thật sự. Nhưng mà may quá, với sức phòng thủ siêu VIP Pro của bộ Ultimate thì nó cắn cũng chả xi nhê gì. Vậy nên là mình chỉ cần cho chúng nó ăn cây cung AK liên thanh này thôi. Sau khi xử xong thì mình có thể hóa thân thành nó. Nhưng mà đần độ một cái là sao không bay được các bạn à. Nãy thấy nó bay dữ lắm mà sao bây giờ tự nhiên biến hình cái hết bay được luôn. Ảo thật đấy. Úi dồi ôi, con gì trong cute dễ thương quá vậy trời. Bé bé xinh xinh là muốn bắt về nuôi ghê chứ. Nhưng mà đưa thịt thì nó không có chịu ăn, nên mình cũng chả biết có thuần phục được bé rồng baby này hay không. Giờ bỏ nó đi thì cũng tội, nên mình cũng xử nó luôn để có thể biến hình thành chú rồng baby cute này. Máu tận 200 nên biến hình là khỏi phải lo gì luôn rồi. Biến hình một cái là full cây máu. Rồi nhìn cái hình dạng baby cute như thế này thì các bạn nỡ nào mà không bỏ chút thời gian cho bé rồng tín nt này một like và một đăng ký đi. Nhìn cái tướng chạy của nó kìa, trông có ghét chưa. Xứng đáng 10 điểm cute. Đi một vòng thì mình có thấy một cái công trình nhìn hơi bí hiểm,
Tới gần thì đây là một cái ổ của con Nightmare. Tuy tụi nó có 100 máu thôi, mà cái khó chịu là cái tốc độ siêu thanh, cũng như là kỹ năng múa Yasu thâm thảo 7 hay sao á, mà né hết mũi tên của mình. Kế bên đó thì có một con bướm thành tinh siêu to khủng lồ, nhưng mà được cái to xác thôi chứ cũng không có tuổi của mình. Xử nó xong thì nó có rơi ra mất cái da, dùng để chế tạo bộ giáp da bướm. Nhưng đặc biệt nhất là dùng để chế tạo cây kiếm khủng nhất mình có thể chế tạo được, cây Big Beta, tận 500 đam luôn. Đánh một cái là nhớ suốt cả đời nha. Sẵn thì mình xử thêm một con Nightmare nữa, để lấy cái chân của nó, cũng là một nguyên liệu để mình có thể chế tạo cây Big Beta. Ở cái thế giới kiến đỏ này thì cũng dễ dàng kiếm mấy cái hóa thạch như thế này, kết hợp với nước là ra ngay được một quả trứng hóa thạch. Có được hóa thạch của con Mobzilla luôn là chất chơi người dơi thật sự. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa có tuổi với con đó đâu. Mình tìm được hóa thạch của con Widerbot nên cũng rửa và xử nó luôn. Nhanh gọn lẹ, ngắn gọn xúc tích. Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được nó rồi. Đây là hóa thạch của con thỏ Easter Bunny. Con thỏ này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là rời ra trứng của các sinh vật khác. Với cái khả năng này thì nó sẽ giúp mình trong việc tìm kiếm những sinh vật mới để mình dùng tới mỗi khi cần. Mình đang có quả trứng của con bọ gạp chúa nên mình sẽ triệu hồi nó ra để xử nó luôn. Con này thì nó sẽ rơi ra một trong những nguyên liệu để có thể chế tạo cây Big Beta nên giờ mình xử nó luôn. Nhưng mà vì là bọ gạp chúa nên cũng hơi khó nhằn, với lượng máu là 350, nhưng mà nó có cái giáp hay sao á nên nhiều khi mũi tên của mình bắn vào thì sẽ bị bật ra ngay. Xoay sở một hồi thì mình cuối cùng cũng đã xử được nó rồi. Nói nó mệt gì đâu á. Đây rồi, có chút xíu vậy thôi mà phải bắn muốn gãy cái tay. Dạo dạo vòng vòng thì cũng chả tìm thấy gì hay ho nữa nên mình đành biến về Overworld. Đi đi lại lại như thế này thì mình cũng phải cần có một cái căn cứ để có chỗ đi chỗ về. Thế nên là mình xây một cái căn cứ nho nhỏ bọc đá xung quanh thôi để ở tạm bợ. Làm thêm mấy cái rương kim cương rồi rương obsidian để đựng đồ, khỏi lo chặt rương luôn. Để tận dụng được cái khả năng rơi trứng của cái con thỏ thì mình có xây một cái chuồng và đặt hopper ở phía dưới để hứng trứng. Vậy là mình đã làm ra được một cái máy farm trứng siêu xịn sò, đặt cho một cái tên để không bị despawn nữa. Mới ngồi cái tí xíu thôi mà cũng được quá trời trứng luôn rồi kìa. Có luôn trứng của The King nữa thì sau này khỏi phải lo thiếu trứng gì luôn. Hết việc làm ở nhà rồi thì mình di chuyển đến thế giới tiếp theo, thế giới kiến cầu vồng. Kiến thì là kiến cầu vồng màu mè hoa lá hẹ, thì cái thế giới của nó là trái ngược hoàn toàn, chỉ có làng và làng và làng. Ngoài ra còn có thêm một vài con nhện máy siêu to khổng lồ. Tính lại xử lý con nhện đó thì ôi sợ ôi, tận 1500 máu thì đánh biết khi nào mới xong đây. Bắn nó còn phản lại mũi tên nữa, nó mới đau ấy chứ. Thôi thì đành bỏ vậy. Ngoài con nhện đen ra thì nó còn có một con kiến đỏ máy, chỉ với 300 máu. Xử lý nhanh gọn lẹ thì chả ra được cái gì ngon lành hết. Mà thế giới này là thế giới của công nghệ hay sao á, mà toàn là mấy con móp công nghệ không à. Hết kiến robot thì tới con robot. Nhưng mà con này không có mạnh lắm nên mình dễ dàng hạ gục được nó. Nó có rơi ra một cái bộ kit, đặt ra thì đây chính là con robot kiến và con robot nhện lần trước mình có gặp. Và đặc biệt lần này thì mình có thể cưỡi được bọn chúng như một cái phương tiện vậy đó. Trông ngầu chưa. Với những cái chân siêu dài như người mẫu thì con này có thể vượt qua mọi địa hình hiểm trở một cách dễ dàng. Thế giới kiến cầu vòng đã không còn gì để khám phá nữa thì mình tiến sang thế giới kiến cuối cùng, thế giới kiến không ổn định. Ở cái thế giới này thì sầm là cây cối hết, nhưng mà cây nào cây nấy đều bị mất cái đỉnh, cái nào cũng cục ngỗng cái đỉnh trong buồn cười thật sự. Ở cái thế giới này thì nó sẽ có mấy cái dungeon kiểu như thế này, nhưng mà mình chỉ cần tìm cái dungeon có 7 tầng thôi, chứ mấy cái còn lại thì trong đó cũng không có đồ của mình cần. Ui, thêm một bí rồng xinh xắn nữa nè. Ủa, bạc hách ra sao mà né ghê dữ vậy trời. Mình có nhặt được một cái túi may mắn và bên trong có luôn cho mình một cái ba lô dơi. Cái ba lô này rất là xịn xỏ nha. Cứ mình mang lên người thì mình sẽ nhận được cái hiệu ứng nhìn trong bóng tối luôn nha. Một hiệu ứng rất là hữu ích, nhưng mà chả hiểu sao nó cứ nhấp nháy như là đi vào bay vậy trời. Trông thấy ghét quá nên mình quyết định tháo luôn cho rồi. Thà khỏi dùng còn hơn nửa mùa sáng tối như vậy. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được cái tháp 7 tầng. Nhưng trước hết, để khởi động tay chân thì mình sẽ tiến vào cái công trình nhà trắng này xem thử. Vừa mới mở cửa vào thì thấy một đống khứa áo xanh đang chờ trực mình. Quá là hoảng hốt nên mình đã không kịp chuyển sang dạng bay và đã bị bọn chúng cướp sạch giáp trên người. Nhưng mà may sao mà mình vẫn đủ tỉnh táo để chuyển sang dạng rồng bay và xử lý bọn chúng từ trên này. Bọn này chỉ được cái cướp đồ thôi chứ không có gì ai ho hết. Trả đồ lại cho tao mấy thằng khứa áo xanh lóc chóc này. Nói chung thì đồ bọn chúng cũng đã trả đủ, nhưng mà chả hiểu sao từ ba lô dơ nó chuyển thành ba lô thường luôn rồi. Khởi động tay chân xong xuôi thì mình tiến vô thẳng cái tòa tháp 7 tầng thôi. Ở tầng đầu tiên là tầng của con dung đất.
Lần này thì mình dùng gậy sấm sét và cho tụi nó mỗi đứa một cú sấm sét trời giáng là đi tông rồi. Đồ ở tầng này thì chỉ là đồ Emerald thôi nên đành bỏ qua. Tầng thứ hai là tầng của bọn T-Rex, nhưng mà bọn chúng đánh chả thấm gì hết nên mình cũng đơn giản xử lý nhanh gọn lẹ ở tầng này. Sang tầng thứ ba là tầng của mấy con rắn Basilisk. Tụi này cực kỳ là khó chịu với cái khả năng làm chậm nên mình cần phải bắt cái block để đỡ bị rơi xuống phía dưới. Có chỗ dựa rồi thì mình tha hồ mà xả đạn thôi. Tầng thứ tư là tầng của mấy con bọ hung. Bọn này thì có khả năng hất tung, nhưng mà mình chỉ cần bắn cung từ xa nên khả năng đó gần như là vô dụng với mình. Tầng thứ năm là tầng của bọn bọ nhảy. Bọn này thì cực kỳ đông và hung hãn. Nó có một khả năng sinh sản theo mấy con bọ con, với các khả năng bắn xa cực kỳ là khó chịu nên mình định bỏ qua cái tầng này. Xuống tới tầng cuối cùng là tầng của bọn đầu búa. Bọn này thì cũng đơn giản, chỉ cần bắt block ở trên cao và bắn tên là xong rồi. May mà mình chế tạo 3 cây cung ultimate nên tha hồ mà bắn luôn. Tầng cuối cùng cũng là tầng chứa những món đồ xịn sò nhất cái thế giới này, đó chính là set đồ Royal cộng với một cái kiếm Royal. Cái set đồ này được coi như là set đồ mạnh nhất trong cái thế giới này rồi. Với những dòng phù phép bảo vệ 10 cộng thêm với độ bền 30.000 thì gần như là bá đạo nhất rồi. Thêm cái kiếm Royal với sức sát thương lên tận 750 dam thì gần như là one shot mọi con boss bình thường luôn á. Với cái sức mạnh này thì mình lên lại tầng trên phải xử lý nhanh gọn lẹ cái bọn bọ nhảy luôn. Trông nó sướng mắt thật sự. Mình đi đến cái tòa thành của bọn Enderman để lấy mấy cái khôi mắt Enderman có để sau này dùng để đánh rồng. Đi thêm xung quanh nhưng mà không tìm thấy được cái gì thú vị nữa nên mình trở về thế giới Overworld sau một chuyến đi thành công mỹ mãn. Mình đi về nhà với thanh đại bảo kiếm trên tay, trông tự tin hẳn ra. Về tới nhà thì mình có ngồi mò mẫm để chế tạo ra một cái máy chân loader. Cái này sẽ giúp mình lót được một vùng đất, giữ cho nó hoạt động khi mình di chuyển đến nơi khác. Cái này thì mình sẽ đặt ở chỗ con thỏ để cho nó hoạt động năng suất nhất có thể. Sau đó thì mình chuẩn bị đồ đạc gồm mấy quả trứng của các con boss cũng như là một vài thứ cần thiết để chuẩn bị cho việc xử hết mấy con boss này. Con boss đầu tiên là Mopsila. Con này thì đánh cũng dễ. Mình có học hỏi được từ thanh niên Dư ghi hình là mang theo ngọc Ender để khi mà nó đánh văng ra thì mình sẽ lấy mắt Ender để tiếp cận lại. Máu của nó là 4.000 và mỗi lần mình đánh là mất khoảng 100 máu nên cũng dễ. Với lại mình cũng đang sở hữu bộ dép được coi như là mạnh nhất game này thì nó quấn cũng không thấm miếng nào hết luôn á. Đấy rồi, cuối cùng cũng xử lý được con quỷ này rồi. Con này có rơi ra mấy cái vảy màu tím. Mình dùng cái vảy này để chế tạo ra bộ giáp Mopzilla. Bộ này thì cũng tương đối là mạnh, chỉ thua bộ giáp Royal của mình có một tí thôi. Nhưng mà mình lại thích cái màu của bộ Mopzilla này hơn. Màu đen tím, nhìn ngầu ngầu hiền bí. Con boss tiếp theo là con boss The Wind. Mình tới cái đền thờ của con boss The Wind để chuẩn bị một vài thứ, đặt đuốc chống nổi xung quanh, rồi làm một cái khu để chống bị đánh văng ra. Tại vì con boss The Wind này vừa có đánh bật lùi vừa bay được nên rất là khó tiếp cận, nên mình sẽ dùng cách này để dụ nó lại và đánh cho dễ hơn. Xử nó thôi. Con này bình thường thì nó sẽ có màu xanh, mà khi nổ điên lên thì nó sẽ đen thui thù rùi như vậy nè. Đây rồi, cái bẫy của mình đã hoạt động hiệu quả. Nó đã mắc bẫy và bay lại cho mình đánh rồi. Mà mới đánh có mấy cái thì thấy nó bỏ chạy mất tiêu. Vậy nên là mình có chơi hơi lớn, đi ra solo tay đôi với nó luôn. Và đó chính là quyết định sai lầm của mình. Cứ tiếp cận một tí là lại bị đánh bật lùi cực kỳ là khó chịu, không chạm được nổi ngón chân của nó nữa. Cái xài của mình có hiệu ứng rơi chậm khá là khó chịu khi mình muốn đáp xuống, nên mình quyết định tháo nó ra luôn. Và cái kết là bị đánh cho gần hẹo. Rối quá nên mình lật đặt mang vô lại. Nhưng mà mình xóa trượt hay sao á mà mình quăng mất tiêu cái giày Royal luôn trời ơi. Báo gì mà báo dữ vậy tính lên tê. Sợ quá nên mình lật đặt vô lại cái bẫy để trốn. Lỡ đánh rơi đôi giày như là nàng Bạch Tuyết, nhưng mà mình không đi ướm thử giày mà mình lấy đồ khác mang luôn. May mà lúc nãy mình có chế tạo giáp Mozilla nên có cái mà phòng thân. Sau đó thì mình tiếp tục dụ nó vào cái bẫy mà xử lý thôi. Cuối cùng thì cũng đã xử lý được con quỷ rồng lộn này rồi. Xử lý nó xong thì nó có để lại một bé rồng công chúa cute đáng yêu. Mình có cho ăn thịt thì đã thuần phục được nó rồi. Ngoài bé rồng nhỏ thì nó còn rơi ra cả vảy dùng để chế tạo một set đồ The Wind. Sếp của bộ này thì mạnh hơn bộ Royal một chỉ số,
nhưng mà bộ này thì lại không có tự enchant như bộ Royal, vậy nên là nó yếu hơn nhiều so với bộ đồ hoàng gia xịn sò. Có rồng công chúa thì mình triệu hồi thêm rồng hoàng tử cho nó đủ bộ, mà con rồng hoàng tử này nó hơi bị tăng động, mới triệu hồi ra mà đã đi đánh nhau sầm hết cả lên rồi, không biết về nhà có báo gì nữa không đây. Mình biến thành rồng rồi dắt tụi nó về nhà, trông như mình là một đại ca rồng vậy đó, nhộn nhịp vui ghê á. Mình có tìm hiểu trên mạng thì cái con hoàng tử này khi mình cho nó ăn bằng khối kim cương thì nó sẽ phát triển to hơn, mà vừa mới cho ăn mà đã đi báo rồi, đốt cây rồi đánh nhau tùm lum, bất lực với cái con rồng báo này ghê, muốn cho nó ngồi im mà cũng không được nữa, cả hai con luôn chứ không riêng gì mỗi con hoàng tử. Lỡ báo rồi thì mình cho nó báo luôn, mình cho nó ăn để lên dạng trưởng thành luôn. Lúc này thì mình có thể cưỡi được con hoàng tử, nhìn rất chi là ngầu lòi. Mang bộ sáp Royal màu trắng càng hợp với con hoàng tử này. Vì mất cái giày Royal nên mình quay lại thế giới kiến không ổn định để đi tìm thêm một set đồ mới. Mà cưỡi con hoàng tử này cuốn quá hay sao á, nên mình bay lạc mất rồng công chúa luôn rồi. Nhưng mà bù lại là mình cuối cùng cũng đã tìm được tòa tháp 7 tầng. Mình chạy thẳng xuống tầng cuối cùng và xử lý hết thanh niên đầu búa và nhận lại được bộ giáp Royal siêu VIP Pro này thôi. Có lại full set đồ Royal thì mình tiến tới đánh con boss cuối cùng thôi. Con The King này thì cách đánh cũng giống như là con The Win, chỉ cần làm một chỗ để đỡ bị đánh văng ra là có thể đấu với nó rồi. Mình cũng tính là để con hoàng tử đấu với con The King, nhưng mà chả hiểu sao con hoàng tử vừa báo mà chả thèm giúp mình luôn mà. Nhìn cái thằng chủ bị đánh sắp mặt lờ mà nó cứ đứng yên như trời trồng vậy trời, báo hết chỗ nói luôn. Đang đánh nhau căng thẳng muốn chết mà cái con quỷ hoàng tử này nó cứ nhìn đầu còn lắc lên lắc xuống, trông ghét như quỷ gì á. Với sự giúp sức cực kỳ là vô dụng của cái con báo kia thì mình cuối cùng cũng đã xử lý được con boss được kinh rồi. Xử xong thì nó lại rơi ra một con hoàng tử nhỏ khác. Thôi thôi thèm, một con báo là quá đủ với em rồi trời ơi. Con boss được kinh này thì cũng rơi ra những cái món đồ tào lao thiên đặc gì không à, mà cũng chả có món đồ gì đáng giá, nên mình thấy con này khá là vô dụng, chỉ mang lại được mỗi cái con báo này thôi. Nhưng mà khi mình quay về nhà thì tự nhiên cái con báo lớn nó biến đâu mất tiêu rồi. Hình như là nó lớn rồi nên nó muốn tự ra ngoài tự sống, nên mình cũng thấy vui thay vì đã thoát được khỏi một con báo. Trời ơi, cái con báo lớn đi rồi thì tới lượt con báo nhỏ nó quậy, chán hết chỗ nó luôn. Sau đó thì mình ngồi nghiên cứu các nguyên liệu để chế tạo cây bit beta và bắt đầu lấy máy quẻ trứng từ cây máy farm trứng để lấy nguyên liệu. Khi đã đầy đủ nguyên liệu thì mình chế tạo ra mấy cái bộ phận của thanh bit beta, kết hợp ba bộ phận lại với nhau để tạo ra một cây thanh kiếm mạnh nhất mình có thể chế tạo được với 500 sức sát thương. Nhìn nó cũng siêu to khổng lồ, không khác gì cái thanh Royal hết. Thanh bit beta này kiểu giống như là phiên bản con của thanh Royal vậy đó. Hết boss để đánh, nếu mình xuống tận nhau với con rồng Ender một trận, không biết là nó chịu nổi một nhát kiếm của mình hay không. Con rồng Ender kia, tại tớ ở đây. Hay á. Úi dồi ôi, one shot luôn trời ơi. Chắc đánh một lần con rồng này tưởng tới già luôn quá. Như vậy thì mình cũng đã xử hết mấy con boss mạnh nhất trong cái thế giới điên khùng này, cũng như là sở hữu được những bộ sáp cũng như là vũ khí xịn sò nhất luôn rồi. Nói chung thì cái thế giới điên khùng này không có điên khùng bằng tính là ta đẹp trai đâu. Vậy nha, bye.